Đám cưới của Thanh Hằng bảo mật hình ảnh, cô dâu khẳng định đây chỉ là tiệc tối ấm cúng. Thanh Hằng nói đây là một buổi tiệc tối thân mật, Giang không muốn, đó là một cảm giác căng thẳng. Hương Giang thể hiện niềm đam mê làm idol khi cùng Dược Sĩ Tiến, Hà Hồ Tam Ca, Mai Ngô bắt được hoa cưới, chuyến này tới công chuyện với chị. Anh rể cưng chiều Thanh Hằng còn khẳng định thích được nghe vợ nói. Thanh Hằng công khai bạn đời để mọi người trong trường dùm. Cái buổi giới thiệu công khai người đàn ông đứng bên cạnh. Cuối tuần qua, showbiz Việt rộn ràng với ngày vui của siêu mẫu Thanh Hằng. Vậy là sau bao ngày chờ đợi thì fan cũng nhìn thấy chị đẹp diện đầu cưới, bước vào lễ đường và sánh bước bên chú rể Trần Nhật Minh. Được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Thành, đám cưới của Thanh Hằng được thắt chặt an ninh, bảo mật hình ảnh, song vẫn có vài khoảnh khắc được leak ra. Chia sẻ trong ngày vui của mình, Thanh Hằng chỉ nhận đám cưới của mình là buổi tiệc tối ấm cúng, giới thiệu công khai người đàn ông đứng cạnh mình. Cô xúc động chia sẻ rằng, tại tiệc tối này sẽ không có video hành trình yêu nhau hay bất kể yếu tố ngôn tình nào, đơn giản là cả cô và ông xã đều biết bản thân đang làm gì và như thế đã có cảm xúc trọn vẹn. Nàng siêu mẫu cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ mặc váy cưới, cũng nhân tiện trong lời chia sẻ, Thanh Hằng nhắn nhủ mọi người hãy trông chừng ông xã dùng mình. Xuyên suốt buổi lễ và cả khi ra về, những video được chia sẻ cho thấy ông xã Trần Nhật Minh là người tinh tế, nhẹ nhàng, tuy không nói nhiều, không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng lại rất quan tâm, chiều chuộng Thanh Hằng. Tại tiệc cưới, vị nhạc trưởng tài năng đã đệm đàn piano và hát để tặng Thanh Hằng, đồng thời đón cô dâu vào lễ đường. Chia sẻ cảm xúc tại lễ cưới, Trần Nhật Minh cho biết bản thân đã đứng trên nhiều sân khấu, nhưng riêng hôm nay lại rất run. Tuy là người làm nhạc, nhưng việc vừa đệm đàn vừa hát này lại là lần đầu tiên và có lẽ sẽ là lần cuối cùng của ông xã Thanh Hằng, anh sẽ trở về với sở trường của mình. Nói thêm về bản thân, Trần Nhật Minh cho biết anh đã gia nhập hội những người thích nghe vợ nói, còn đòi làm hội trưởng. Sau cùng, ông xã Thanh Hằng gửi lời cảm ơn tới bạn bè, các vị khách quý và gia đình hai bên đã tới dự tiệc. Một khoảnh khắc khác cũng cho thấy Thanh Hằng đã chọn đúng người, đó là khi cả hai cùng ra về sau buổi tiệc. Trong khi nữ siêu mẫu nán lại một chút để tạm biệt các học trò, thì ông xã nhanh chân bê đồ, chào một tiếng rồi ra trước đợi vợ. Đã có rất nhiều lời khen dành cho anh sau hành động dễ thương mà tinh tế này. Trở lại với lễ cưới của Thanh Hằng, dàn khách mời đến dự đều là những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí. Gây chú ý nhất chắc chắn là bộ bốn của The New Mentor gồm Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê và Dược Sĩ Tiến. Trong khi Hồ Ngọc Hà lên đồ sang chảnh, sánh đôi cùng Kim Lý thì Hương Giang và Lan Khuê lại chờ nhau cùng đi ăn cưới. Dược Sĩ Tiến có lẽ là cô đơn nhất khi anh tới một mình. Trong lễ cưới, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Hương Giang đã có nhiều khoảnh khắc dễ thương bên Thanh Hằng. Tuy nhiên, chấn động nhất phải là màn debut của Tam Ca gồm Hà Hồ, Dược Sĩ Tiến và Hương Giang với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Thỏa đam mê làm idol, Hương Giang đã lên sân khấu góp giọng, nhưng tiếc là cô và Dược Sĩ Tiến bị Hà Hồ lấn át. Cuối cùng là khoảnh khắc bắt hoa cưới được nhiều người trông đợi. Được biết cô gái may mắn bắt được hoa cưới của Thanh Hằng lại chính là học trò Mai Ngô. Với những thuyết âm mưu liên quan đến việc bắt hoa cưới thì sau lần này Mai Ngô chắc cũng tới câu chuyện rồi.